Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi trong cái chế độ đường đua tử thần nha mọi người. Không để anh em phải chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Và người bạn của mình đây chính là sát thủ LZ. Thì nhiệm vụ của sát thủ LZ ngày hôm nay sẽ là cái người lái xe cho mình. Rồi, phải nói là cái quá trình tiếp đất của chúng ta khá là lâu. Người bạn sát thủ LZ của tôi thì đang tìm kiếm cho chúng ta một cái chỗ nhảy dù tốt nhất để có thể lượm được những cái bùa ngon đầu trận. Ông ơi, bây giờ chúng ta nhảy chỗ nào đây? À, nhảy ở khu Central à? Ok, nếu như ông thích chơi ở đây thì chúng ta sẽ chơi ở đây luôn. Làm sao mà phải ngại bất cứ thanh niên nào. Đúng rồi, lút bùa đi ông ơi. Ơ kìa, đằng sau có một cái bùa tím kìa. Quay lại, đúng rồi, lút cái bùa tím này cho tôi. Ấy thanh niên, chơi cái kiểu gì vậy? Rồi ok. Phải nói là trong trận đấu này thì đội chơi của mình khá là may mắn, khi chỉ vừa ăn được cái bùa tím thì đã có nitro để chạy rồi mọi người ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái bùa xanh lá cây này. Đi sang bên kia sông luôn. Đúng rồi, trước mặt ông thì chúng ta sẽ có thêm được một cái bùa tím nhá. Không biết là gói sửa chữa xe hay là nâng cấp xe gì đây. Rồi, chúng ta vừa nhận được thêm một cái gói sửa chữa xe. Đây này, trên cầu cái bùa đỏ đầu tiên dành cho đội của mình. Vâng, và đây chính là cái bùa để nâng cấp băng đạn nhá. Bùa tím này. Phải nói là ở trong cái khu này của chúng ta thì khá là nhiều bùa. Nhưng không, tôi đã nhìn thấy được rồi, đội chơi đầu tiên mà chúng ta bắt gặp. Úi giời ơi, các bạn chạy đi đâu vậy? Đừng có chạy nha, dừng lại ngay hai thanh niên. Úi giời, lại còn chơi cả súng phóng lựu nữa cả. Ơ, tôi lại sợ các bạn quá cơ, tôi lại sợ các bạn quá cơ này. Ông ơi, rẽ phải, đúng rồi, chúng nó chạy qua căn nhà này chứ đâu. Nó chạy ra ngoài rồi ông ơi. Úi giời, nó chạy ra ngoài rồi, đúng rồi, đi thẳng đi ông ơi. Tìm chúng nó đi, đừng để cho chúng nó chạy thoát nha, thấy chưa? À, chúng nó vòng lại này. Ấy, hai bạn kia dừng lại ngay. Úi giời, chạy ghê thế cơ. Dừng lại ngay, đừng có chạy nữa nha. Đã chơi cả súng phóng lựu cả. Thôi xong, thằng bạn mình nó làm cái trò gì vậy? Ông ơi, nhanh chạy rẽ phải để tôi chơi chúng nó nào. Hai tên này, các bạn chết chắc với đội của mình rồi. Úi giời, các bạn bắn ghê vậy. Ghê vậy. Xong, như vậy là mình đã hạ gục được đội chơi đầu tiên một cách khá là dễ dàng. Nhưng mà cái bọn này nó không có bùa xanh lá cây không ạ? Thế là không có thêm cái bùa để bơm rồi. Úi giời ơi, quá thơm này. Chỉ mới giết được cái đội chơi đầu tiên thì đội của mình đã lượm được một khẩu súng Rosa. Như anh em cũng đã biết được rồi thì khẩu súng Rosa của chúng ta là một khẩu súng trường vô cùng là mạnh mẽ. Vì thế nên là kể cả bắn người hay bắn xe thì khẩu súng Rosa của chúng ta có thể hạ gục đối thủ một cách dễ dàng luôn. Vâng, bây giờ nhiệm vụ của ông là ông chạy đi tìm kiếm người nào. À, thấy chưa, trước mặt chúng ta này có một đội chơi này. Hôm nay không hiểu sao ông này chạy xe ngáo vãi trưởng. Rồi, đuổi theo chúng nó kìa. Đi thẳng rẽ phải nha ông ơi. Ơ kìa, tại sao ông lại kiểu thích đi lùi vậy? Đây này, chúng nó này. Ấy thanh niên. Ui giời, thanh niên chạy vào bo hộ tôi với nào. Ông định chơi lầy á? Chơi lầy kiểu gì mà chạy ra hẳn ngoài bo thế kia. Thấy chúng nó chưa? Ui giời. Ông ơi, ông chạy vào bo hộ tôi với nào. Rồi, đuổi theo cái đội trước mặt. Chúng ta sẽ kill luôn cái đội này. Ây à, các bạn định chơi với đội mình nhá. Các bạn chơi với đội mình là các bạn không ổn rồi nhá. Xong, như vậy là đội mình đã giết được 4 thanh niên rồi. Chẳng qua là bo trong cái chế độ đường đua tử thần nó khá là căng, vì thế nên là mình phải chạy vào trong cái vòng an toàn trước. Đấy, lúc nãy vừa giết xong 2 thanh niên kia mà còn chưa kịp lượm bùa nữa cơ. Đấy ok, chúng ta sẽ có thêm một cái bùa xanh này. Ông kiếm cái chỗ nào cho đông người nào. Mấy cái chỗ kia nãy giờ thì chúng ta chỉ có clear được 2 đội thôi. À, thấy rồi nha, có một đội chơi trước mặt nha ông ơi. Không phải một đội chơi mà là 2 đội chơi rồi. Ông thấy chúng nó chưa? À, đây rồi chứ đâu. Úi giời ơi, 2 chiếc xe này. Đuổi theo cái đội trước mặt nha. Ơ kìa, chạy cái kiểu gì vậy? Bên này, bây giờ thì ông đuổi theo cái đội chơi nào cho tôi cũng được. Đấy, nhiệm vụ của ông là chỉ cần đuổi theo thôi. Ok, quay lại. Cái xe trên kia chỉ có một người thôi.
Úi giời, bên này cũng có người này. Tại sao các bạn chạy đi đâu mà đông vậy? Đông như thế này thì làm sao mà đội mình bắn lại được các bạn? À, chạy từ từ thôi ông ơi. Ông thấy chưa, đằng sau chúng ta có người nha. Ăn nốt cái bữa sẽ là cây, rồi chạy vào chiến luôn. Úi giời ơi, sao ông cứ chạy lung tung vậy? Chạy vào trong cái chỗ ngôi làng trong kia đi. Toàn chạy kiểu ngáo vãi trưởng. À thấy chưa, đây này. Úi giời, đằng trước cũng có xe. Vãi cả trưởng, đông ghê. Đông ghê vậy. Các bạn tới số với mình rồi. Đúng rồi, đuổi theo. Hai thằng này sắp đai rồi ạ. Kiểu gì thì chúng nó cũng đai. Vẫn chưa đai cả. Úi giời, sống dai thế. Sống dai thế này. Sống dai thế này. Xong. Như vậy là đội mình đã hạ gục được 6 thanh niên. Ơ kìa, lại có thêm một đội chơi nữa kìa. Dừng lại ngay, dừng lại ngay này. Các bạn chạy kiểu gì vậy? Xong. 8 thanh niên đã ra đi dưới tay súng của sĩ kẹo. Ấy, làm cái gì mà đông thế? Tôi vừa clear xong hai đội chơi ở dưới, bây giờ lại thêm cái đội của ông nữa. Đừng tưởng tôi sợ đội của ông nha. Chạy lên tôi chiến luôn. Xong. Đáng đời hai thanh niên. Vâng, tiếp theo lại là một đội chơi nữa. Ui giời, các ông như kiểu là các ông thấy là tiếng súng là các ông chạy ra. Xong. Xong 12 thanh niên luôn. Đáng lòng các thanh niên, kiểu là thấy tiếng súng chạy ra để định kêu mình cơ. Nhưng mà hiện tại thì mình đã trang bị được khẩu súng Rosa, nên là khẩu này bắn cực phê rồi. Ui giời. Ông ơi, một thanh niên này. Đúng rồi, phía trước mặt chúng ta chỉ là có một thanh niên thôi. Thanh niên này chắc chắn là sẽ đai. Bên kia bờ sông thì cũng có một đội chơi nha. Chạy xuống sông chiến luôn. Đúng rồi, chạy hẳn xuống sông. Các bạn làm cái trò gì vậy? À, các bạn bắn lại mình nhá. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Mình lại sợ các bạn quá cơ này. Chạy đến gần hơn nữa nào để tôi chơi luôn. Cái đợt này chết chắc với mình luôn. Anh em cứ yên tâm nha. Anh em cứ yên tâm nha. Xong. Ủa ấy, cái gì vậy? Party dưới sông à? Tại sao mà đông thanh niên vậy? Ủa ấy, tôi bắn như kiểu là không ngơi tay luôn. Cứ giết xong một đội lại có một đội khác đến này. Vãi cả trưởng ra. Rồi nha ông ơi. Trên bờ có một đội này. Hình như là cái đội chơi này bị mắc kẹt rồi. Không thấy nó chạy này. À vẫn chạy nhá. Bọn này sắp chết rồi. Sắp chết rồi này. Hai thanh niên. Bạn định chạy à? Định chạy à? Úi giời, các bạn định chạy với đội chơi của mình nhá. Không thành công đâu nha. Hai thanh niên này. Xong. 17 thanh niên xấu số đã ra đi. À, chạy thẳng xuống dưới sông luôn. Đang còn một team này. Úi giời, chơi súng phóng lựu cả. Chơi súng phóng lựu cả. Các bạn sắp đai rồi nha. Sắp đai rồi nha. Xong. 19 thanh niên rồi. Hiện tại thì đội chơi của mình sẽ phải nghiên cứu cách làm thế nào để có thể tiêu diệt được hai đội chơi còn lại nữa. Thì chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng trong cái chế độ đường đua tử thần này. Đấy, bùa đầy ra, ông cứ lút thoải mái đi, không phải lo. Anh em cứ yên tâm là hiện tại thì cái vòng bo của chúng ta đã thu khá là nhỏ rồi. Và tôi chắc chắn rằng là các bạn này không thể chạy xa được. Rồi nha ông ơi. Đây này. Quay lại chiến luôn. Kìa, sao lại để nó chạy thế? Bật nitro lên con nào. Lùa theo chúng nó luôn. À, hai đội chơi đang bắn nhau kìa. Đúng rồi, chạy xuống đi ông. Clear luôn cả hai team, làm sao mà phải ngại. Bo bây giờ là cắt máu cực thấm rồi. Đừng có chạy ra ngoài bo nhá. Chạy ra ngoài bo là chết cả hai thằng bây giờ. Á đủ. Các bạn chạy đi đâu? Chạy đi đâu được này? Chạy này. Bật nitro lên, lùa theo luôn. Cái đội chơi này làm sao mà phải xoắn. Đúng rồi, chúng nó chạy vào trong rồi. Đuổi theo luôn. Bọn này chết chắc với mình rồi. À, nó chạy vào trong nhà rồi nhá. Rẽ phải ông ơi, rẽ phải. Rồi, thấy chúng nó chưa? À, chúng nó chạy ra ngoài rồi. Công nhận là đội chơi này chạy nhanh thật. Chạy nhanh thật này. Lại còn bay nữa cả. Bay nữa cả. Các bạn bay giỏi quá cơ. Bay giỏi quá cơ. Xong. Ông ơi, đúng rồi, bây giờ chỉ còn một đội chơi duy nhất này. Chúng nó ngay đằng sau mình luôn này. Úi giời, các bạn chạy á. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Mình lại sợ các bạn quá cơ này. Đuổi theo luôn, chiến luôn. Bọn này chết chắc với mình rồi. Bọn này không sống được đâu. Đáng lòng hai thanh niên chết vì bo. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu như mọi người thấy clip này của mình hay thì đừng quên nhấn nút like và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Bye bye mọi người.